Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, vào giờ phút này đó, phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đạo Phật Ngày Nay đang có mặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Nửa tiếng nữa, vào lúc 8:30 của ngày 28 tháng 10 2020, phái đoàn chúng tôi sẽ trao tặng cứu trợ cho các hộ nạn nhân của cơn bão lũ tại các tỉnh miền Trung, cụ thể là tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Thì tại Quảng Bình đó, thì sáng hôm nay đó chúng tôi sẽ giúp đỡ cho 80 gia đình kém may mắn, trong đó đã có một người thân vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi niềm thương yêu kính tiếc của các thành viên trong gia đình. Thì những gia đình có người tử nạn trong cơn bão lũ sẽ được tiếp nhận 10 triệu đồng thay mặt cho tình thương của phái đoàn Phật giáo. Còn các hộ gia đình là 150 hộ, trong đó chia làm hai nhóm. Một nhóm là bị hư hao nhà cửa nặng hoặc là bị sụp lở, thì tiếp nhận được 3 triệu mỗi hộ, và các hộ khác thì tiếp nhận 600.000 đồng. Mặc dù số tiền nêu trên là rất nhỏ so với những tổn thất đau thương mà nhân dân của tỉnh Quảng Trị đã phải gánh chịu, nhưng nó thể hiện được tấm lòng lá lành lá rách, tương thân tương ái tương trợ theo đạo lý từ bi được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Đứng bên cạnh tôi vào giờ phút này đó là một chị quả phụ vừa tròn tuổi đôi mươi, nhưng mà trong cơn bão lũ vừa qua đó thì chẳng may mắn chồng của chị đã phải ra đi vĩnh viễn. Và trong gia đình đó thì chị vừa sanh một đứa con thơ chưa đầy được 2 tháng tuổi, chưa đủ cái ý thức để biết rõ ai là cha của mình. Bây giờ thì lại vĩnh viễn vẫy tay chào với người cha thương kính, và đành phải sống cái cảnh là mồ côi cha, chỉ còn người mẹ chăm sóc. Thì trong hoàn cảnh như thế này quả thật là rất đau lòng. Mời chị cho biết cái hoàn cảnh dẫn đến sự tử vong của chồng, và từ giờ đó đến giờ thì cái tình cảm của người vợ dành cho chồng chị cảm nhận như thế nào? Dạ, là em tên là Lương Thị Ái Quyên, là một người con của đất Vĩnh Linh. Khi biết được tin là chồng mình đã qua đời do cơn bão lũ gây ra thì thực sự là một cú sốc lớn. Khi đưa đứa con thơ lên để nhìn mặt bá lần cuối, khi bé vừa sinh được 2 tháng tuổi thì em và con đang ở dưới nhà bố mẹ ruột của mình. Và đứa con là đã phải mất bố khi con chưa biết là bố mình là khuôn mặt như thế nào. Nhưng vẫn mong là anh về dưới suối vàng an nghỉ, không phải suy nghĩ bận tâm gì đến hai mẹ con. Vì đã có em ở trên này, sẽ mình mẹ cố gắng để lo cho con của hai đứa là có một cuộc sống tốt hơn, và sẽ bù đắp để con vừa nhận được tình yêu thương của mẹ và cảm thấy có tình yêu thương của bố dành cho con. Chúng ta vừa lắng nghe tâm sự của người vợ ở tuổi đôi mươi rất là mạnh mẽ, mặc dầu trong sự sinh ly tử biệt, nỗi đau là không thể thay thế được, tình yêu và hạnh phúc chưa được tròn đầy, và bây giờ đành phải chia ly một người ở phương này, kẻ ở thế giới khác. Đây cũng là cái tâm sự của một người thân dành cho những người đã ra đi trong cơn bão lũ tại tỉnh Quảng Trị này. Và theo tinh thần Phật dạy đó, thì tất cả các hương linh dù ra đi với hoàn cảnh nào, nguyên nhân gì,
hãy tâm niệm rằng á, thi thể này, gia tài, sự nghiệp, người thân, vợ chồng, con cái và tài sản tạo dựng trên đời trong mấy mươi năm không phải là sở hữu của tôi, cho nên không chấp vào, để nhẹ nhàng ra đi, tái sanh về cảnh giới an lành. Và tất cả những người thân còn lại mất mát một người thương yêu quý kính trong gia đình của mình cũng hãy cùng tâm niệm tương tự rằng là hãy ra đi an lòng. Ở nhà đó thì còn có vợ hoặc chồng, cha mẹ, người thân gánh vác những công việc còn dở dang. Cái tâm sự đó, đó sẽ giúp cho người ra đi đó giàu có trách nhiệm cao quý cỡ nào cũng không còn bị vướng kẹt nữa. Nhờ đó đó việc tái sanh mới diễn ra được nhanh chóng và tốt đẹp. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các hương linh tiêu giao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp giúp chốn ba đường, làm bà con Phật Pháp. Và nguyện cầu cho 150 mấy người đã tử nạn và mất tích trong cơn bão lũ vừa qua tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tĩnh được tiêu diêu an lạc, và thân nhân của tất cả các hộ gia đình sớm vượt qua nỗi khổ niềm đau của mất mát này và tái hội nhập cuộc sống, gánh vác những công việc để tiếp tục đứng dậy sau cơn bão lũ. Và giờ phút này thì như quý vị đang chứng kiến đó, ngoài trời mưa rất là giông to bão lớn. Quảng Trị đó thì cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 335 cây số. Tại đây đó thì cơn bão số 9 đó đang tàn phá, và 10 giờ sáng ngày hôm nay thì đường đi của bão đó sẽ tấn công vào tâm điểm tại Quảng Ngãi và Phú Yên. Thì tại đây mà chúng ta còn thấy mưa giông to như thế này thì ở Quảng Ngãi và Phú Yên chắc chắn là sự tổn thất sẽ rất lớn. Như vậy thì rất mong tất cả các quý Phật tử hãy tiếp tục ủng hộ cho chương trình của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để chúng tôi tiếp tục đi chuyến thứ hai, thứ ba nhằm góp phần chia sẻ giúp cho bà con ở vùng bão lũ đó sớm phục hồi cuộc sống để vượt qua cái cơn khốn khó này. Chúc tất cả được bình an, và thay mặt cho đoàn chúng tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã đóng góp cho chương trình thiện nguyện có giá trị này gần 4 tỷ đồng. Hôm qua đã hoàn thành ngày thứ nhất, ngày hôm nay thì 4 điểm ở tỉnh Quảng Trị, ngày mai thì ở tỉnh Quảng Bình, và ngày kia đó thì ở tỉnh Hà Tĩnh. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ chờ tình hình thực tế, sẽ tiếp tục đi vào tâm điểm của bão ở tỉnh Quảng Ngãi. Rất mong quý vị tiếp tục hưởng ứng để góp phần cứu trợ đồng bào thân yêu của chúng ta ở các tỉnh miền Trung. Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.